chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tiến hành hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Năm 2020 được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn thử thách. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra và thiên tai bão lũ hoành hành, nhưng Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép, trở thành một điển hình của thế giới trong phòng chống dịch Covid-19. Trong khi nhiều nước tăng trưởng âm thì Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng dương 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát dưới ngưỡng 4%. Trong bối cảnh khó khăn toàn cầu, chuỗi cung ứng quốc tế đứt gãy, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta vẫn đạt mức kỷ lục 543,9 tỷ USD, xuất siêu hơn 19 tỷ USD. Bằng quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD GDP trong gần 5 năm trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Theo bình luận của báo chí quốc tế, đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, đời sống của một bộ phận người dân chưa được đảm bảo. Mặt bằng thu nhập còn thấp, khu vực doanh nghiệp nhìn chung còn khó khăn, sức cạnh tranh thấp, chất lượng giáo dục y tế nhìn chung còn nhiều bất cập. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam chưa thể trong nhóm đứng đầu thế giới về thu nhập nhưng hoàn toàn có thể đi đầu trong một số lĩnh vực. Thủ tướng tin tưởng những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc sẽ giúp làm nên thành công như cha ông ta đã đứng vững trước mọi thiên tai, đẩy lùi mọi cuộc xâm lược, giúp nước ta đạt được những thắng lợi trong 35 năm đổi mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Dự kiến phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ năm 2020 và 5 năm năm 2016-2020. Dự thảo nghị quyết 01 của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Dự thảo nghị quyết 02 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về các giải pháp nhiệm vụ lớn trong năm 2021 và thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn vì mục tiêu đặt ra trong năm 2021 là rất cao, trong bối cảnh nước ta còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thế giới thời gian tới sẽ diễn biến rất phức tạp, khó đoán định. Thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về nhiều mặt dưới tác động của đại dịch Covid-19 cần quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đại hội 13, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới, xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch hàng năm cũng như kế hoạch 5 năm 2021-2025 gắn với chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương thảo luận, đánh giá những thành quả nổi bật trong năm 2020, những vấn đề lớn có tính liên ngành, liên vùng, các giải pháp nhằm tăng cường phối hợp để phát huy được tiềm năng lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực. Lãnh đạo các địa phương đồng tình nhất trí cao với nội dung các báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 các ý kiến tập trung kiến nghị về các giải pháp khắc phục những khó khăn còn tồn tại, đề xuất cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo được chuyển biến rõ nét hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ giải pháp đề ra cho năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh báo cáo chính phủ về kết quả đã đạt được và những khó khăn vướng mắc của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2020. Đồng thời kiến nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ ngành trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng hoàn thiện các thủ tục để thực hiện đầu tư dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng trong giai đoạn 2021-2025. Trước mắt là đầu tư hoàn thành tuyến cao tốc từ Tân Thanh Lạng Sơn đến thành phố Cao Bằng dài 80 km. Bố trí đủ nguồn vốn ngân sách trung ương theo chủ trương đầu tư được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo chương trình, hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương sẽ bế mạc vào sáng ngày 29 tháng 12. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến hội nghị trong các chương trình sau. Chiều ngày 28 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sự hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đạm Viết Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, hội nghị thống nhất cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Mông Minh Giang, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bảo Lạc, ông Vương Văn Thuận, chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh. Hội nghị đã cử ông Lương Tuấn Hùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát nghị quyết các cấp ủy đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền 4.720 cuộc với trên 187.000 lượt người nghe. Phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình Cao Bằng và Báo Cao Bằng sản xuất phát sóng, đăng tải 48 số chuyên mục, 42 tin bài trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền về các hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp. Phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến các tầng lớp nhân dân vận động tiếp nhận trên 8 tỷ đồng, hỗ trợ 5,2 tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Phối hợp thành lập 11 đoàn, 42 cuộc giám sát tại các huyện. Toàn tỉnh có 1.462 khu dân cư tổ chức ngày hội và bữa cơm đại đoàn kết, thành lập 146 đoàn tham dự ngày hội với nhân dân, tặng gần 1.300 xuất quà cho người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trị giá trên 400 triệu đồng, tặng 481 xuất quà, trị giá gần 170 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến trên 78.000 m vuông đất, đóng góp gần 85.000 lượt ngày công lao động để tu sửa làm đường giao thông nông thôn. Vận động 2,1 tỷ đồng quỹ xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ 660 triệu đồng cho 7 xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 25 trên 161 xã. Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động ủng hộ 20 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội tỉnh tiếp nhận trên 12.600 xuất quà ủng hộ hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán trị giá 6 tỷ đồng, ủng hộ quỹ về ngành nghèo trên 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 153 nhà đại đoàn kết trị giá trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ 73,5 triệu đồng cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo. Mặt trận tổ quốc các cấp Phối hợp tổ chức 636 hội nghị, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với trên 15.500 lượt người tham dự. 987 ý kiến kiến nghị tổng hợp, 181 hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với gần 4.000 lượt người tham dự. 727 lượt ý kiến được tổng hợp, 181 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Hội nghị đã thông tin về kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021, tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Phát huy dân chủ tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường đối thoại nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Triệu Đình Lê chúc mừng đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã được hội nghị tin tưởng, hiệp thương, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Triển khai học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên đôn đốc kiểm tra sơ tổng kết phong trào gắn với biểu dương khen thưởng kịp thời. Tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân tạo ra đồng thuận xã hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó nhân dân với Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng cờ thi đua cho hai tập thể, đơn vị dẫn đầu khối thi đua, tặng bằng khen cho 39 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích trong công tác mặt trận năm 2020. Sáng 28 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng hai đơn vị đã thảo luận thống nhất các điều khoản nội dung của quy chế phối hợp bao gồm phối hợp thu chuyển trả kinh phí công đoàn phối hợp hoạt động khai thác triển khai các dịch vụ ngân hàng của agribank đến đoàn viên công đoàn cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên phối hợp trong tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và các hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên Cụ thể, về nội dung hoạt động thu, chuyển trả kinh phí công đoàn, hai bên phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh từ người sử dụng lao động trên địa bàn vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng Liên đoàn mở tại Agribank, đồng thời chuyển trả phần kinh phí các cấp công đoàn được sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được kinh phí công đoàn của người sử dụng lao động. Việc phối hợp được thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Agribank và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp. Liên đoàn Lao động tỉnh và chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức thực hiện để đảm bảo thu chuyển trả, tổng hợp nguồn thu kinh phí công đoàn kịp thời, sử dụng các dịch vụ của Agribank hiệu quả, phát huy hoạt động xã hội giữa các bên. Những ngày cuối năm, nhu cầu về sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tăng mạnh nhằm chủ động trong công tác đảm bảo cung cấp điện ổn định cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Điện lực thành phố Cao Bằng đã triển khai kế hoạch phương án cụ thể trong quản lý vận hành, kiểm tra tổng thể lưới điện và tiến hành cải tạo, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố. Theo tính toán của ngành điện, nhu cầu sử dụng điện trong dịp cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021 sẽ tăng cao bình quân trên 10% so với ngày bình thường, đặc biệt là các khu vực đô thị, trung tâm thành phố Cao Bằng. Theo đó, Điện lực thành phố đã tập trung vệ sinh bảo dưỡng lưới điện, kiểm tra, đo điện các máy biến áp, vệ sinh xứ cách điện dễ bị nhiễm mối mặn để tránh tình trạng phóng điện. Tiến hành kiểm tra các vị trí sung yếu dễ mất an toàn trong vận hành và có phương án sửa chữa xử lý kịp thời các thiết bị trên lưới điện, xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang tuyến. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị, nhiên liệu dự phòng cần thiết, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Lắp đặt thêm nhiều bộ chống xét, thay thế các tủ điện đã mục hỏng, lắp đặt các thiết bị đóng cắt tự động trên lưới điện trung thế, đồng thời kết hợp di chuyển đường dây điện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Cùng với đó, Điện lực đã lập phương án cấp điện dịp Tết, bố trí đầy đủ nhân lực trực 24 trên 24 giờ để vận hành sửa chữa và xử lý sự cố lưới điện và kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 5.700 lao động, trong đó có hơn 1.100 lao động nông thôn được đào tạo theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đạt 103% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, trình độ cao đẳng 63 người, trình độ trung cấp nghề 527 người, trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 5.126 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2020 đạt 33%. Trong năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện Hạn Lang, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa tổ chức được 5 hội nghị tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cộng tác viên tư vấn học nghề, việc làm với 1.000 người tham dự. Công tác phát triển chương trình giáo dục và cập nhật bổ sung danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước được chuyển biến phù hợp với nhu cầu của người học và sự phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian tới, Ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề, hình thức, đối tượng đào tạo. Phần đấu trong năm 2021, tuyển sinh đào tạo nghề trên 5.500 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 34,4%. Huyện đoàn Thạch An vừa tổng kết công tác Đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, ban chấp hành đoàn huyện Thạch An đã tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp đoàn đã làm mới 0,5 km đường bê tông, tu sửa trên 15 km đường giao thông nông thôn, phát quang được trên 46 km đường thanh niên phụ nữ tự quản, 13 km mương nội đồng, vệ sinh các trường học, trụ sở cơ quan, phun khử trùng các lớp học phòng chống dịch COVID-19 tổ chức thăm hỏi và tặng 600 xuất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách hộ nghèo, phát hơn 500 khẩu trang miễn phí tại chợ trung tâm thị trấn Đông Khê, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ trên 31 triệu đồng. Cấp huyện phối hợp xây dựng một nhà nhân ái, cấp cơ sở xây dựng được 5 công trình thanh niên, gặp mặt thăm hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và tặng quà trị giá 10 triệu đồng toàn huyện phối hợp tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm cho 500 thanh niên, trong đó có 45 đoàn viên thanh niên được giới thiệu có việc làm ổn định. Các cấp bộ đoàn huyện tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, triển khai các dự án khởi nghiệp, tích cực trồng rừng, nhân rộng các mô hình, hỗ trợ ngày công giúp nhau phát triển kinh tế. Trong năm đã kết nạp 292 đoàn viên mới, giới thiệu 77 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Năm 2021, huyện đoàn Thạch An phấn đấu 100% đoàn viên được học tập quán triệt tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của đảng, thành lập mới hoặc duy trì hiệu quả hoạt động một hợp tác xã, câu lạc bộ, tổ đội nhóm thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ ít nhất một gia đình thanh niên làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm cho 900 đoàn viên thanh niên trở lên, giới thiệu việc làm cho 120 đoàn viên thanh niên, kết nạp được 200 đoàn viên trở lên, 200 hội viên mới, giới thiệu trên 65 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nhân dịp này, huyện đoàn Thạch An đã khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Hội đồng Nhân dân thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 15, thông qua các nghị quyết về các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế văn hóa xã hội thị trấn Trà Lĩnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 2.134 tấn, bằng 102% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35 triệu đồng trên 1 hecta, thu ngân sách trên địa bàn đạt 940 triệu, 969.226 đồng, bằng 122,8% chỉ tiêu giao. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,21% bằng 110,5% chỉ tiêu giao, tăng 0,15% so với năm 2019. Tổng đàn gia súc duy trì, tổng đàn gia cầm tăng 1.250 con so với năm 2019. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đã thực hiện phát hơn 2.440 tờ rơi và 2.440 khẩu trang đến từng hộ gia đình tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 66%. Các lĩnh vực giáo dục y tế dân số được đầu tư cả về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Kỳ họp tập trung thảo luận, nhất trí phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt 911 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực đạt 2.096,7 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35 triệu đồng trên 1 hecta, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên, phấn đấu 60% đường là ngõ xóm, tổ dân phố xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, từ khi xuất ngũ trở về địa phương, được chính quyền khuyến khích lên các vùng đất mới khai hoang lập nghiệp, ông Lê Văn Đài, xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, đã không ngại khó, ngại khổ, mạnh dạn xung phong lên đồi làm Sơn Thượng để nuôi ong lấy mật. Đến nay, mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với diện tích đất 3 hectare, cùng với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương thích hợp với nuôi ong lấy mật, Ông Đài đã mạnh dạn vay ngân hàng chính sách xã hội 50 triệu đồng để đầu tư cho những đàn ong đầu tiên. Ông Đài chia sẻ, nghề nuôi ong vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi công việc này không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, không vất vả như các công việc chân tay khác và ai cũng có thể làm được. Nuôi ong không tốn nhiều thời gian chăm sóc nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo và phải nắm chắc thời điểm vùng có nhiều hoa để đưa ong đến lấy mật. Có nghề và thạo nghề Ông Đài hiểu rõ tính nết đàn ong và có các biện pháp thích hợp trong việc chống rét, chống nóng, vệ sinh thùng cũng như trợ giúp để đàn ong vượt qua thời gian hoa không rộ. Ngoài những kinh nghiệm tự tích lũy, ông còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ thuật cho người chăn nuôi để đạt hiệu quả cao nhất. Từ năm đàn ong đầu tiên, đến nay, ông đã có hơn 50 đàn ong lấy mật, mỗi năm thu về hàng trăm lít mật các loại, thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng. Nhờ mô hình nuôi ong, ông đã trả hết vốn vay ngân hàng, có nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện nuôi dạy con cái trưởng thành. Sau khi tôi đi bộ đội về đấy, là tôi cũng nuôi làm nuôi ong này là cũng học hỏi từ ông tôi từ, từ 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 ông từ nối nghiệp từ ông tôi về rồi xong là học hỏi thêm các bạn bè rồi thì đến nay thì tôi cũng được hơn 50, 56 đàn rồi. Cái hiệu quả thì được, hiệu quả mỗi năm cũng thu được có nhiều đấy, cũng trên 200 lít trở lên đấy. Đấy, à, đây là, thế là... bây giờ thì nhiều anh em đây cũng đang thấy ở tôi làm được thì anh em cũng muốn học hỏi. Với hiệu quả kinh tế rõ rệt, cao hơn hẳn so với trồng ngô khoai hàng năm, mô hình nuôi ong của ông được nhiều hộ trong xã đến học tập làm theo ông đài luôn chia sẻ kinh nghiệm với các hộ gia đình khác nhiều năm liền ông được hội cựu chiến binh huyện hòa an ủy ban nhân dân xã hồng việt tặng giấy khen về thành tích phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng không chỉ làm giàu cho gia đình ông đài còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ong cho nhiều hộ ở địa phương cùng nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo trong năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho các chủ rừng theo đúng quy định, đúng đối tượng và đảm bảo công khai minh bạch. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Cao Bằng được thành lập năm 2012 tổ chức và hoạt động quỹ theo quy định tại nghị định số 05/2008/NDCP ngày 14 tháng 1 năm 2008 của chính phủ về quỹ bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nghị định số 99/2010/NDCP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của chính phủ. Qua 8 năm hoạt động Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã nhận điều phối của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và thu ủy thác của các nhà máy thủy điện và cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 119 tỷ đồng. Trong đó, nhận điều phối của trung ương trên 93 tỷ đồng, nhận ủy thác nội tỉnh trên 26 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là trên 70 tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019, tổng diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là hơn 124.000 ha. Chi trả trên 18 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ 15 nhà máy thủy điện với hơn 12.000 chủ rừng được hưởng lợi. Việc bảo vệ và phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật thì giảm hẳn. Hơn nữa thì môi trường rừng từng bước được cải thiện, tăng khả năng phòng hộ, điều tiết nước và duy trì nguồn nước cho các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng mà còn góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó bảo vệ rừng từng bước thay đổi, nhận thức về vai trò, tác dụng của rừng Giá trị kinh tế của rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống trên địa bàn. Để đảm bảo tính công khai minh bạch, an toàn nguồn kinh phí, chi trả kịp thời, đúng đối tượng, năm 2019, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã triển khai thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng qua ngân hàng cho các chủ rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động tích cực đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời cải thiện sinh kế của người làm nghề rừng, trong đó chủ yếu trên 90% là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến trong năm 2021, quỹ sẽ tiếp tục chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 là hơn 24 tỷ đồng. Ban chỉ huy quân sự huyện Trùng Khánh vừa phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 75 năm ngày bầu cử quốc hội khóa đầu tiên mùng 6 tháng 1 năm 1946 mùng 6 tháng 1 năm 2021 với chủ đề lập công dân Đảng. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với các nội dung và chỉ tiêu thi đua về xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp tốt với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Lễ phát động nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nội dung chỉ tiêu đề ra. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật biên phòng năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 55 cán bộ chiến sĩ đơn vị huấn luyện trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong thời gian tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn về tổ chức và phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật biên phòng, đánh bắt, truy lùng đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới với các đề mục: phân đội bộ đội biên phòng chiến đấu phục kích, phân đội bộ đội biên phòng chiến đấu tập kích, phân đội bộ đội biên phòng chiến đấu truy lùng và nội dung yếu lĩnh, động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh gồm bắn súng ngắn K54 bài 2B, bắn mục tiêu ẩn hiện của bộ đội trinh sát ban ngày và ban đêm súng AKMS bài 2C bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ở địa hình rừng núi ban ngày và ban đêm đồng thời quán triệt thống nhất một số nội dung về nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng và các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự theo quy định luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Kết thúc tập huấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tập huấn nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau